Do nghiệp gì mà lời Đức Phật càng bị hiểu khác nhau, dẫn đến nhiều nhánh như hiện tại? Xin thưa, là do nghiệp vô minh của chúng sanh. Khi chúng sanh vô minh thì dẫn đến những sự hiểu khác nhau về lời dạy của Phật, những sự suy tư khác nhau, và cũng do tà kiến cho nên mình mới có những cái cách hiểu nó trật với giáo pháp. Do nghiệp tham đắm cho nên mình mới có những cách hành xử sai với giáo pháp. Do nghiệp sân hận cho nên mình mới chia rẽ trong giáo pháp. Do các nghiệp bất thiện mà chúng sanh sẽ đưa đến sự hiểu sai về lời dạy của Phật, rồi từ đó đó đưa đến sự chia rẽ và phân nhánh như hiện tại. Thì trong sự phân nhánh đó có những nhánh là đã xa lìa lời dạy của Đức Thế Tôn, có nhánh thì vẫn cố để giữ lại cái sự nguyên gốc trong lời dạy của Phật. Do đó điều quan trọng là mình cần phải biết đâu là lời dạy gốc rễ, đâu là lời dạy đúng đắn để mình thực hành theo, thay vì mình cứ băn khoăn là do nghiệp gì mà lời Phật bị hiểu sai khác đến như vậy.